Alo, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một game giống như là Vampire Survival. Ớt có hai cây. Có hai cây có ớt đó ta. Mà không thấy. Vậy không có tính khiêu chiến gì hết rồi đó, gì đây à? Giống quá chứ. Tỷ lệ chí mạng đi. Còn cái mảnh này là kiếm được thêm một vũ khí nè. Rồi. Vũ khí được à, lúc trang bị được 100 gỗ vật với 6 vũ khí. Cũng làm nhìn tươm tắt quá chứ. Làm lượt đi cái gì mà thường phương phép
À, hiểu rồi. Mày loại bỏ được ta? Được, được. Hết tiền mua hết đi. À. Lấy cái này cách tính là sao ta, tính đá này à? Yeah.
kiếm mấy cái tấn công thôi, quýnh hết. Cái này nâng cấp lên một tí là dừng lại quá, vừa lên cấp vừa hiện ra mấy cái màu cho chọn rồi. Mặt sản xuất quá hiện thời gian dừng lại quá màng gì. Khí lục đạo nè. Cái này hack mà còn vậy nữa. Cái gì nữa? Hack mà quýnh rồi, hack mà cót nữa. Không hack. Có mấy cái đầu xịn này sao thắng.
Ủa? Lên level 2 được gì không? Không được gì chứ hả? À, nâng cấp được cái này. Ban đầu mình cũng đang đắp ta. Mấy cái sát thương cơ bản này nó quan trọng và cố luôn. Cái này kiếm đâu? A B thôi, mấy kệ bỏ hết đi. Vô chặn quên ăn mấy cái này nữa. Tiếp bằng 2 nào. Hy vọng có quá mới. Súng này rồi giờ súng này. Máu. Tết thương thêm quái cũ quá. Có mấy con cũ này ta chơi cỡ một tiếng được rồi, không có cái gì mới hết trơn.
thêm một hết mắt này thêm một mắt nữa. Coi coi nó có thay đổi gì không.
hợp nữa. Kết hợp là có hợp sao? Review môn phái cái bang. Không câu nể tiểu tiết, tự do thẳng thắn, tính cách đã làm nên một cái bang hùng hậu với danh xưng thiên hạ đệ nhất bang. Trong kiếm thế Origin, chính chủ VNG, cái bang là môn phái được đông đảo người chơi lựa chọn. Đơn chiến mạnh mẽ, kỹ năng đẹp mắt, khả năng dồn sát thương, dứt điểm người chơi với kỹ năng phi long tại thiên, cùng đà cầu trận pháp đã làm điên đảo trong cộng đồng chơi kiếm thế Origin. Chần chừ gì nữa, cầm cái bang quẩy kiếm thế Origin thôi các bác ơi. Như hồi xưa luôn. Thank you.
đó thì lấy con quái nhỏ, con quái con. Giờ mình chế, mình có thêm vài kỹ năng thành boss. Không được đi. Rồi, qua bằng 3 cái rồi, không có cái gì không? Súng phun lửa, chưa thử. Có thể tăng tốc độ đánh không? Sát thương yếu hơn rất nhiều luôn. Có trừ máu không nữa? Có trừ máu cái vụ này nữa. Nãy giờ không để ý. Sao có vụ trừ nữa?